Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại xã Bảo Thắng thuộc huyện Kỳ Sơn của tỉnh Nghệ An và đang trên hành trình tới một ngôi làng không Kinh, không Thái, không Mông, 100% là người đồng bào Khơ Mú. Ngôi làng này thì nó có tên là Cha Ca và mọi người đã tách nó thành hai ngôi làng khác nhau là Cha Ca 1 và Cha Ca 2. Bây giờ thì tôi đang có mặt tại ngôi làng Cha Ca 1 thôi. Và để đi vào ngôi làng Cha Ca 1 này thì cái con đường nó cũng khá là đẹp rồi. Ngày hôm nay thì Nghệ An chào đón mình bằng một cái cơn mưa rất là to và hiện tại thì mình chưa có thể có được những cái hình ảnh ở trên cao toàn cảnh cái khu làng này. Nhưng mà các bạn nếu mà được nhìn thấy thì sẽ hình dung rằng là đây là một ngôi làng vô cùng đẹp luôn. Và họ có những cái ngôi nhà rất là tuyệt vời luôn, những cái ngôi nhà truyền thống lợp bằng những cái vật liệu ngói, trông nó hòa quyện và cái màu xanh của núi rừng ấy. Đó là một cái hình ảnh mà rất là tuyệt đẹp ở trên vùng núi cao của Nghệ An. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào sâu phía bên trong ngôi làng nhé. Lúc nãy thì những cái người mà đi đánh bắt cá thì tôi có tìm hiểu rằng là những cái đồ mà mọi người đánh bắt về ấy, nó sẽ nấu được thành một món mà món uru. Uru là một cái món ăn mà tôi cũng chưa biết là cái hương vị hay là cách chế biến của nó như nào, và cái tên của nó cũng rất là lạ đúng không? Có thể nó là một cái tên theo cái tiếng gọi của người đồng bào Khơ Mú. Uru, uru, uru. Nghe thì nó cũng rất là dễ thương và tôi cũng khá là tò mò. Nhưng bây giờ thì cái đội bắt cá đấy họ đã đi khá là xa rồi và mình không có cách nào để có thể tìm được họ. Thì bây giờ mình sẽ cứ đi vào sâu bên trong ngôi làng Cha Ca 1 và Cha Ca 2 này để xem mà cơ duyên gặp được những người họ đang bắt cá không, và còn gặp được thêm những cái người khác không, và xem là có cái điều thú vị nào không. Nếu may mắn thì có thể chúng ta sẽ được thưởng thức món ăn uru, một cái món ăn rất là phổ thông ở trên khu vực này thôi, nhưng mà đối với mình thì nó rất là lạ. Và để chế biến thì người ta còn chặt cái ống tre, ống nứa người ta cho vào trong đó, lúc đó thì người ta mới chế biến thành cái món đó. Đi đâu em? Đi đâu ấy? Hả? Đi đâu về đây? Hả? Bảo... Ôi rồi. Anh, đi đâu về đây anh? Đi Sanam về. Đi Sanam á? Sanam. Sanam á? Là đi đâu? Đi xem con bò. Đi xem gì? Con bò. Xem con bò á? Sao lại phải đi xem con bò? Xem con bò trong rừng nữa. Rồi. Anh ấy đi xem con bò nghĩa là đi chăn con bò, đi trông con bò đúng không? Tìm con bò. Nhưng mà sao ướt hết rồi nhỉ? Ướt rồi, mưa mà. Mưa đúng không? Trong túi này có gì không? Không có cái chi. Không có cái chi hả? Bà vòng phải đen ấy. Coi có cái chi không nào? Cái pin. Đấy. Có cái chi mà. Rất là tò mò, chỉ có mỗi cái đèn pin thôi. Mình hơi cận nên là lúc nãy lỡ chào bằng em. Thế là nhà anh ở đâu? Hả? Em đi cùng anh về được không? Hả? Em đi cùng anh về được không? Được. Nhá. Đi, anh em mình đây về đi. Càng đi sâu vào bên trong thì thấy ngôi làng này có cái cuộc sống cũng rất là đầy đủ luôn mọi người ạ. Đường giao thông trong làng cũng rất là to và đẹp này. Những ngôi nhà thì hầu như là những cái ngôi nhà sàn, lác đác một vài ngôi nhà đất nhưng mà cũng đều là những ngôi nhà rất là to. Ngày hôm nay thì trời mưa to như này, hy vọng rằng là sẽ gặp được những người dân địa phương đây, họ ở nhà. Đây rồi. Chào cô ạ. Ôi, nhà này đẹp thế. Bên này cũng vậy, là một gia đình. Chào anh nhá. Ôi, đang làm gì đấy anh? Đang hút thuốc à? Anh kia có món gì đang ăn đấy? Hả? Em xem được không? Thế anh Kỷ cứ về trước nhá, thì em gặp anh sau nhá. Cái tính tò mò của mình thì mình cứ thấy họ làm cái gì đấy là mình phải xem bằng được. Thế em lên nhà xem một tí nha anh ơi. Đây là một ngôi nhà bằng gỗ này, và có lẽ là họ cũng làm rất là lâu rồi. Rồi, cầu thang này cũng đi lại mòn hết cả đi rồi đây này. Anh ngồi hút thuốc ngắm mưa à? Sướng thế. Ô, chú chào em bé nhá. Anh đâu, món gì đấy anh? Món chua á? Em xem qua một tí nhé. Cái này là trong này nó có những gì anh? Đậm bò, ớt cay, mùi, mì chính thôi. Ớt cay, muối, mì chính.
chảy nước miếng rồi. Đây là một món ăn chơi thôi đúng không? Ăn chơi thôi. Hay là cho em thử một tí nhá. Ui, có miếng ớt này. Thấy anh suýt xoa chắc là cay lắm. Ron. Cay quá. Cay lắm, tình yêu. Dài rìu thôi, tình yêu. Uống rìu say ngồi là... cứ ăn cái vào là dài rìu. À, cái này là để giải rượu à? Giải rượu thôi. Chống say rượu nguội à? Thế là anh đang bị say rượu nguội à? Ôi dồi ôi. Tưởng là cái món ăn chơi như nào cực kỳ cay luôn. Không thể nuốt được không? Thôi. Thì cố nuốt cái ớt này. Cay quá. Thế em bé thì đang ngậm cái gì đấy? Cái đấy đó, cái này đó, cà chua đó. Cà chua đó. À, cái thân của cái cây chua đây à? Thân cà chua đó. À, xong rồi. Củ của nó. À, em bé thì không ăn được cay nên sẽ gặm cái thân này thôi đúng không? Còn bố thì phải chế với ớt để cho tỉnh nhà rượu nguội. Bố đang say rượu. Là chú tặng em bé này cho con gói kẹo. Hai tay xin. Hai tay xin đâu? Cô giáo dạy như nào? Hai tay xin đâu? À. Chưa đi học. Chưa đi học mới biết. Anh ơi, cái món Uru anh có biết cái món đấy không? Biết chứ. Ờ, thế bây giờ mưa này làm sao tìm được một người làm món Uru nhỉ? Hả anh? Nếu mà anh ở nhà bữa nay thì anh làm cho. Nhưng mà gọi nhà anh đâu. Nhưng mà anh hồi là đi ra ngoài dẫn á. À thì anh có việc bận rồi. À việc bận. À, đấy, mà tôi rất là tò mò cái món Uru. À, chắc là không có duyên với anh rồi. Nhưng mà mình cũng biết thêm được một cái món là món chua giải rượu này. Cay kinh khủng luôn. Thế em xin phép nhá. Dạ vâng, em vâng, em chào gia đình. Chào em bé nhá. Rồi. Cay quá. Tôi bắt gặp một người phụ nữ, họ đang làm gì đó. Chào cô ạ. Cháu thấy cô đang làm công việc gì đấy cô? Cái này ấy ạ? Không làm gì ấy ạ? Đâm lúa. Hả? Đâm lúa à? Dạ. Cô đâm xong chưa? Chưa. À, là để xem là cái công việc này nó sẽ diễn ra như nào. Bởi vì ở đây không có máy sát à? Có. Có thế sao cô vẫn phải đâm? Tuột cái gì? Tuột ra mà xe được. À. Thế bây giờ là cô sẽ phải cái chấy đi à, chấu đi xong cho vào đây đâm tiếp à? Mẹ cứ có mẹ thì đâm tiếp đi. À không có máy đúng không? Thì ý cháu hỏi là máy ở đâu ấy? Có máy không? Nhà họ. À nhà họ á? Dạ. Nhà mình không có à? Nhà mình không có. À nhà mình không có thì mình phải tự đâm. Cô có đâm không? Cô... Không. À, đâm xong rồi á? Chưa. Mai một mà xe mà. À mấy hôm nữa mới đâm tiếp à? Ồ. Thế là cô ấy chỉ phẩy phẩy như vậy thôi. À xong rồi cô ấy cho vào túi này để mang đi nơi khác à? Hả? Cô lại cho vào túi này để mang đi đâu? Ăn cất với mai đi xảy nhà ngoài. À mai mới mang đi nơi khác phẩy. À thế nghĩa rằng là để có được một cái nồi cơm thì cũng mất nhiều công đoạn nhỉ? Nồi cơm à? Ừ. Cô nói được tiếng Kinh không? À? Biết ít thôi, không biết nhiều. À thế, à, dạ vâng, thế cháu cảm ơn nhá. Dạ. Có vẻ như là hai cô cháu tôi đang có một chút bất đồng ngôn ngữ. Người ơi, à, trời mưa này cũng là cái thời điểm mà mọi người nghỉ ngơi ấy. Và à, tất nhiên rồi không thể thiếu âm nhạc rồi. Ngôi làng đang vang lên những cái giai điệu rất là hấp dẫn, à, những cái bài nhạc từ thời 8X, 9X rồi. Ồ, oh. Chào em nhá. Sao đấy? Em anh... Anh... Anh có làm gì đâu ơ kìa. Ừ, anh không quay gì cả nhá, em đang làm gì đấy? Anh đang đi rửa mặt em tắm
mưa thế này ấy. Em tắm mưa hả? Dạ, cái này mưa to lắm rồi, em tắm mưa bây giờ người em mưa hết. Lớn tổng ngồng này vẫn tắm mưa hả? Em định đi tắm mà đang có người ở trong phòng. Anh xin lỗi. Nhưng mà đừng sợ anh không làm gì cả. Không phải, em sợ cái cam đấy chúng quay chúng em. Có gì đâu mà sợ. Có chứ, ngại. Nhưng tìm hiểu tí thôi. Dạ. Tìm hiểu tí thôi. Quay tí nhá. Anh cái này em tắm chơi mưa ấy, xong bắt đầu nghe em biết. Không sao, không sao, không sao. Em cứ ra đây đi. Đi, free. Làm ơn. Nào, giúp đỡ người lạ tí. Đi ra đây đi. Nào, okay. Xinh xắn này. Em có ướt đâu, anh cũng ướt mà, chúng mình đều ướt mà. Thế nó không dính cả bọt đây này. Bởi vì là anh ở xa đến này, anh lạ nước lạ cái này. Ra đây nhờ anh thì anh tận Hà Nội cơ. Ui, anh ở tận Hà Nội à? Xa lắm. Thế đi ra đây đi. Nào. Em đang tắm mưa đây. Không sao cả. Tắm mưa thì anh cũng tắm mưa mà, anh ướt từ anh nãy giờ. Anh tắm mưa, anh ướt bộ anh đi xe ô tô. Đây bây em xịt nước vào anh đi để anh tắm mưa nào. Có gì mà ngại, em tên là gì? Hả? Ok. Em xấu ở đây. Em có xấu đâu. Chứ ai chê em xấu cả. Nói chung là hai cô gái này như vừa tắm mưa xong thì phải. Tắm mưa à? Tắm mưa đấy. Bây giờ thấy lạnh em định đi dựa lại người. À thế hay là anh chờ em một tí được không? Có. Thế em tắm đi xong anh chờ em nhá. Ok. À, anh nói chuyện với em một tí nhá. Ok. Thôi bây giờ tôi phải để em gái đi tắm đã. Còn nếu mà mỗi mình em ướt thì em có thể lấy vòi nước xịt vào anh cũng được để chúng mình cùng ướt. Ok, thế em tắm đi nhá. Ok em. À, rồi, mình thử chờ cô gái này một lúc xem mà có cái điều thú vị không nhá. Ok. Khi mà trời mưa xuống thì bọn mối nó bay rất là nhiều và tôi thấy các cháu nhỏ bắt được nhiều chưa? Bắt được nhiều mối chưa? Chú xem với. Mấy đứa bắt được nhiều chưa? Ô, không vồ nữa à? Còn bắt nữa không? Đứng lại chú xem nào. Ui, trơn đấy. Nào đứng lại chú xem nào. Đừng có chạy. Lũ nhóc này nó đi bắt mối này. Ôi, được nhiều thế. Nhưng mà cháu bắt này để làm gì? Xào. Để xào á? Ôi dồi ôi. Này đứng lại mấy đứa kia. Ăn kẹo không? Trốn hết rồi này. Xem hai chị em này bắt được nhiều không? Hả? Sợ chạy hết rồi. Ôi, các cháu rất là ngại luôn đấy. Này, thế nhà cháu ở đâu? Trên á? Đâu? Bây giờ cháu bắt được bao nhiêu rồi? Không biết. Chỗ này đã đủ ăn chưa? Chưa. À, đây nó đang bay này. Đây, bắt đi. Cao quá. Cao quá à? Đây, bắt đi. Ở đấy. đây, đúng rồi. Đó. Vừa có những cái hoạt động đi xúc cua, xúc cá thì có trên bờ thì hội trẻ con nó lại đi bắt mối. Và theo như lời cậu bé kể thì chúng nó sẽ mang về xào. Ôi, lạ thật. Nào, bắt tiếp đi. Ôi, đứa trẻ con nó ngại chú nó chạy hết rồi. Không bắt nữa à? Kia, vô lấy. Kia. Đấy, đúng rồi. Đó. Nhưng mà cái này ăn được thật hả cháu? À, cháu sẽ xào với cái gì? Hả? Xào không á? Này cho cháu gói kẹo này. Nào, thêm mấy đứa có ăn kẹo không? Chạy hết rồi à? Đầu trần đất này đi bắt mối. Tôi thì tôi chưa bao giờ nghe thấy cái món mối có thể ăn được. Nhưng mà ở đây thì các bạn ấy lại bắt để đi xào. Lạ thật đấy. Đó. Mấy cái con gái này nó sợ. Chạy tót đi rồi. Chỉ mỗi thằng cu này là bắt được một bát thôi. Đây. Ui. Bắt từng con lẻ này thì bao giờ mới được một đĩa hả con? Hả cháu? Hả? Được nhiều rồi hả? Không có nhiều. Không có nhiều à? Ừ. Nó phải đúng tổ cơ nhỉ? Đây. Đấy, đúng rồi, vô lại.
Tôi nghĩ rằng từ giờ đến chiều thì chắc là cậu bé sẽ đủ được một bát con chăng? Thế đây là cháu thích tự đi bắt hay bố mẹ bảo đi bắt? À, tự đi bắt thôi à? À, nào thế ba, cô này mối đâu? Hả? Cô này mối đâu? À, thế sao mà sợ chú mà chạy xa thế? Hả? Này, những em bé. Này, cho em bé này. Ờ, hai tay xin, đúng rồi, ngoan. Nào, hai tay đâu? Hai tay xin. Mồm đâu? Nào, thế lớn này, biết hai tay xin chưa? Mồm. À, rồi, ok. Ở đây cô giáo dạy là người lớn cho quà là phải hai tay phải xin à? Ừ, ok. Tôi không biết là cái mối có đủ cho một bữa không, nhưng mà tôi nghĩ rằng là những gói kẹo sẽ là một cái niềm vui cho các bé khi mà trời đổ những cơn mưa như này, vừa được vui chơi, vừa được tắm mưa, vừa được bắt mối là một món ăn, lại vừa được ăn kẹo nữa. Cuối cùng thì em gái cũng đã tắm xong rồi. Mình cũng rất là bất ngờ khi mà để đưa cả hai vào một cái tình thế rất là khó xử. Và bây giờ thì có lẽ là mọi thứ sẽ đơn giản hơn rất là nhiều rồi. Phía bên trên này thì một anh trai vẫn hát karaoke cực kỳ hay luôn. Và những ngôi nhà các bạn thấy không? Họ làm cái sàn cực kỳ là cao luôn. Đây rồi, đây là những... Chào anh chị nhá. Đây chính là những cô gái khơ mú rồi. Thế đây là em gái em à? Đây là em gái họ ạ. Em gái họ à? Thế còn kia, à chào cô ạ. À, chào em bé nhá. Chào chị con. À, này này, cho em bé kẹo này. Kẹo này. Bỏ ra. Em bé ơi. Chào anh. Này em bé dưới kia lên đây. Chạy lên đây chú cho kẹo này. À, anh tò mò một chút đấy, nhà mình có cái này là gì đấy? À, người lạ hay anh em sẽ không được lên nhà nếu mà nhà có cái này. Rồi. Trong ngày hôm nay luôn hả? Thế là anh hết cơ hội lên nhà rồi hả? À. Cho em bé này. Hai tay xin. Em bé kia sợ mất rồi. À, lạnh không? Hả? Tắm xong lạnh không? Thế không rủ anh tắm mưa với. Đây rồi. Cô gái mà lúc nãy chạy mình như chạy lũ rồi. Thì em thấy bên nhân em đang trời mưa, em đang tắm mưa, sao em thấy cái máy ảnh chưa? Sao bây giờ xinh thế nhở? Xinh hẳn luôn đấy. Già rồi. Em tên là gì? Tên em xấu lắm. Xấu. Em tên Bún. Bún á? Vâng ạ. Bún à? Năm nay Bún bao tuổi rồi? Năm nay em sinh năm 97. 97 em à? 27 rồi. 97 à, thế là... Không biết là đã có gì chưa? Em một thằng con trai gần 8 tuổi. Con trai 8 tuổi rồi á? Vâng ạ. Ôi giời ơi, thế là mình cứ tưởng còn là cô thiếu nữ cơ. Đâu? Thế mà có con 8 tuổi rồi mà sao xấu hổ thế? Đâu xấu hổ đâu, bình thường mà. À, chạy như chạy lũ. Thế là em lấy chồng cũng lâu rồi đúng không? Em lấy chồng cũng gần 8 năm rồi. 8 năm rồi. Gốc em ở đây, còn em lấy chồng về ngoài Mường Xén. Mường Xén, à ra ngoài thị trấn Mường Xén này. Em có phải là một cô gái khơ mú điển hình không? Em không muốn chính hãng điển hình thì... chính hãng luôn hả? Bởi vì là anh biết rằng là nếu mà những cô gái trẻ trẻ thì thường sẽ không mặc trang phục truyền thống nữa đúng không? Cũng có, như là các ngày lễ các kiểu thì vẫn có. Còn em thỉnh thoảng em cũng mặc. Cũng mặc đúng không? Còn đời thường thì sẽ không đúng không? Vâng. Đó vì sao mà anh lại hỏi là có phải là một cô gái khơ mú chính thống không là như thế? Vâng. Thì nhớ em là một cô người Kinh ở nơi khác đến đây làm dâu thì sao đúng không? Vâng ạ. Các bạn thấy không, cô gái này mặc dù con 8 tuổi rồi vẫn xin phép gọi là cô gái đi. Vì cũng có một nước da rất là trắng, rất là xinh xắn đấy. Thế ở đây anh hỏi chút là các bạn gái thì thường lứa tuổi bao nhiêu thì sẽ lập gia đình? Cái này thì em cũng không rõ, nhưng mà là hình như là đây là vẫn vợ chồng lấy nhau sớm. Có người thì cũng 16 tuổi cũng lấy rồi. Em cũng không khác gì. Em cũng không khác gì á. Mặc dù biết thừa đấy là vi phạm pháp luật đúng không? Nhưng mà đúng phép vua thua lệ làng đúng không? Đúng rồi.
Hoặc lúc đấy bác sĩ hoặc là một ai đó nhất quyết bảo cưới đúng không? Thực ra thì những người con gái khơ mú thì có lẽ đây là lần đầu tiên mà mình gặp, mình tiếp xúc thì cũng có rất nhiều những cái điều tò mò đó. Thì ví dụ như học ấy, thì trong toàn bộ cái ngôi làng Chaka cả một cả hai này thì có nhiều người đi học tiếp những cái bậc như là cao đẳng hay đại học không? Có, rất chi là nhiều. Rất giáo là nhiều. Viên, giáo viên nói chung công an các kiểu thì đầy đủ hết. Đầy đủ hết. Vâng. Vì anh biết rằng cái thông tin là toàn bộ ngôi làng này 100% là người Khơ Mú đúng không? Không Kinh, không Mông, không Thái đúng không? Ở đây nhưng mà bây giờ thì có, ở đây bây giờ thì vẫn có Thái, có Kinh, còn ở lấn lộn hết rồi. Có một tí thôi đúng không? Có một tí thôi. Một tí là về đây làm dâu rể thôi đúng không? Vâng. Đó. Ở đây là vì mình có nhận được một cái thông tin ban đầu chia sẻ đây là một ngôi làng không Kinh, không Thái, không Mông thì cũng rất là tò mò. Như vậy như em thì sẽ làm gì để có những cái thu nhập? Em thì, nói thật thì cái gì em cũng làm, buôn bán. Thu nhập của em hàng tháng là chủ yếu là buôn bán. À, buôn bán. Còn những người bà con khác thì sao? Thì bằng nghề chăn nuôi. Chăn nuôi đó thôi. Chăn nuôi lợn gà. Chăn nuôi gà, bò. Vịt, bò, kiểu làm nướng, làm rẫy. Ở đây là như thế. Thì làm rẫy, làm nướng thì trồng cái cây gì? Cây lúa. Cây lúa. Cây trồng lúa trên đồi, nghĩ trên núi ấy. À, nhưng mà cây lúa anh nghĩ rằng là chỉ đủ để mình dùng hàng ngày thôi chứ đúng không? Đúng. Còn rồi. Cái cây để bán ra tiền thì có cây gì không? Cây bán ra tiền thì vẫn như là trồng, thì trồng hoa quả các kiểu thôi, các loại hoa quả như là dứa, mít, cam, quýt các thứ. À, rất nhiều giống cây trồng khác nhau đúng không? Xung quanh những cái thửa đồi ở đây đúng không? Vâng. Thì mình chưa bắt gặp cái hình ảnh đó nên mình tò mò mình hỏi. Đó. Nhưng mà ở đây là nhiều nhất là măng nứa. À, măng nứa. Cái xung quanh thì làng. À, măng nứa thì nó là tự nhiên rồi đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà nó lại là một cái giống cây mà giá trị kinh tế cao đúng không? Vâng. Một cân măng nứa khô nó phải mấy chục ngàn đó đúng không? Vâng. À. Đấy thì anh rất là cảm ơn câu chuyện của em nhé. Vâng ạ, em cảm ơn là vào nhà uống nước là miếng nước. Đây em ấy kinh doanh thì các bạn thấy không? Có một cái quán nhỏ đây này, bán rất là nhiều hàng hóa và hơi tiếc một chút là chào anh nhá. Là ngày hôm nay thì gia đình đang kiêng đó. Ừ, nếu như lên thì vẫn có thể lên được. Bố đang bệnh nghe, bố đang bệnh nên là sẽ có một cái dấu hiệu này để mọi người biết đúng không? Vâng. Nhưng mà không sao, nếu như mà lên thì vẫn lên được. Thôi anh nghĩ rằng là anh cũng không muốn làm xáo trộn nhiều thứ quá thì chắc là anh biết như vậy thôi. Có thể một dịp khác thì vâng ạ. Mình sẽ gặp nhau sau đúng không? Vâng. quên mất nhà bán quán này, con không thích ăn kẹo đúng không? Đấy này, chạy. Nhưng mà rồi. Chú cho thì chả vẫn nhận. À đâu rồi, chạy đâu mất rồi, kẹo chú mang từ Hà Nội đến ấy, xa. Đấy, chú mang từ Hà Nội đến. Ô, nó đâu rồi nhỉ? Chạy đâu hết rồi. Con ơi, chú cho kẹo con. Thôi anh xuống đây anh gặp nó anh. Con đến. Ơi. À. Này thế mẹ. Chú cho kẹo, chú nhiều kẹo lắm. Đi đây đi xin cái kẹo quán nhỏ nhỏ của em ấy, nói chung là một cô gái mà cũng có đầu óc kinh doanh, tôi nghĩ là vậy và cũng rất là lanh lợi, rất là nhanh nhẹn luôn. Thôi mặc dù là con rất là đầy đủ hơn với các bạn rồi nhưng mà con cứ cầm cho. Ừ rồi, ngoan quá. Đấy, con cứ cầm cho chú vui nhá. Ừ rồi, ok. anh xin cái này. Đấy, xinh hẳn nha luôn. Thôi anh đi nhá. Vâng, em cảm ơn. Cứ tưởng là cô gái chưa có chồng cơ. Chưa có chồng anh sẽ ngồi lâu hơn à? Chưa có chồng thì có khi là còn ngồi ì ở đây luôn đấy. Anh đi nhá. Chào chị ạ. Chị đang giá gạo à? Em vào xem được không? Đâm men rượu. Hả? Đâm men rượu. À, đâm men rượu hả? Dạ. Ồ, em lại cứ tưởng chị đang giã gạo. À, cái này là chị làm men rượu cần đúng không? Làm men rượu cần. Rượu cần. Người Khơ Mú thì rất là nổi tiếng với cái rượu cần rồi đúng không? Dạ. Và chị làm rượu cần để dịp nào sử dụng? Nhà mình có công việc gì à? Có công việc làm thủ tục, làm nhà đâu. À, chuẩn bị làm nhà mới à? Làm xong rồi. À, làm xong rồi. Ngày hôm nay là chị sẽ giã cái men này để làm rượu cần và bột. À, mấy hôm nữa, à đây mới là bột gạo thôi đúng không? Bột gạo. Trộn với men chưa? Men rượu. À, chị mới đang giã bột gạo để làm men rượu thôi. Đấy.
một chị thì giã gạo, một chị thì giã men để làm rượu. Những người phụ nữ đây tay rất là khỏe luôn. Đó. Giã này, tay cực kỳ là khỏe luôn. Ở đây không có máy nghiền, máy xay sát à? Có. Có, nhưng mà mình thích giã tay hơn à? Có đông được cái này ngâm nước mà. À. Rồi cái này ngâm nước thì không dùng bằng máy được đúng không? À, nên là phải đâm ướt kiểu này. Rồi nói chung là máy móc nhiều khi không thể thay thế con người được. Rồi em cảm ơn chị nhá. Dạ. Đấy, nhà chị cũng rất là to đẹp luôn. Nói chung là đều là những ngôi nhà vô cùng to đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ xuống cái bản Chaka 2 đi. Bản Chaka 2 thì thấp hơn cái bản Chaka 1 này. Xin mời tất cả mọi người cùng theo chân Cha Vlog. Chào chú ạ. Chào cô. Gia đình mình đi đâu về đấy? Đi rẫy à? Dạ. Đi rẫy ở trong túi có gì không? Không có gì. Không có gì à? Có gì bán được không? Không. Không có gì bán được à? Ôi, cô chú đi rẫy về mưa ướt hết rồi nhỉ? Dạ. À, chú còn lấy được thêm cho mình ít củi khô. Nhà mình là ở Chaka 1 hay Chaka 2? Chaka 1. À, Chaka 1 à? Rồi. À, em bé là cũng đi rẫy à? Ừ. Này, chú thấy em bé đi này vất vả quá này. Cho em bé gói kẹo nhé. Cảm ơn nha. Em bé, ô cái chăn của em bé còn rách rồi này. Em bé đi rẫy cùng bà hay cùng mẹ đấy? Ba. À, rồi. Mẹ đi công ty. À, mẹ đi công ty rồi à? Dạ. Hầu như là cả bố cả mẹ đi hay là mỗi mẹ? Cả vợ cả... Cả vợ cả chồng? À, cả vợ cả chồng. À. Thế chú đi đi không nặng, chú đi đi, đứng lại hơi lâu. Đường để vào Chaka 2 thì sẽ có hai con đường cơ, nhưng mà tôi sẽ đi con đường bê tông nhỏ này. Còn con đường đất bên trong, bên trên thì sẽ đi sâu vào trong nữa. Dưới cái con đường nhỏ này là một cụm nhà rất là nhỏ nhắn xinh xắn và ngay bên cạnh một con suối. Mình đang rất là mong ngóng những cái người mà họ đi xúc cua vừa nãy về ấy. Thì nếu mà họ về sớm mà mình bắt gặp được thì mình sẽ mua lại cái số tôm, cua, cá rồi mọi thứ của họ để có thể là nhờ một người địa phương đây chế tạo, chế biến cái món uru. uru. Chóc đầu giờ chỉ toàn chữ uru thôi. Đây, ở đây mọi người rào, những cái rào cũng rất là đẹp luôn. Mưa quá các bạn ạ. Và những cái vùng núi như này, khi mà những cái cơn mưa nó diễn ra với cường độ mạnh và thường xuyên thì cũng tôi nghĩ rằng là sẽ có rất nhiều những cái cơn lũ mạnh. Nhưng ngày hôm nay thì nó mới mưa từ buổi trưa thôi. Nên mọi thứ nó vẫn đang khá là yên bình, khá là êm đềm. Cộng đồng người Khơ Mú thì mình có một cảm giác là nó có hơi hướng giống một chút người Thái. Ngôi nhà của họ thì sẽ nhỏ hơn một chút và họ sẽ thường làm cái sàn, cái phía dưới rất là cao. Đấy các bạn nhìn thấy không? Nhà rất là cao luôn. Nhưng mà họ cũng sống cực kỳ là gần nhau luôn. Và điều đặc biệt là họ cũng thích sống gần những cái con suối. Người Khơ Mú thì theo cái thông tin tôi tìm hiểu thì ở bên nước Lào là có số lượng dân số đông nhất, khoảng hơn 700.000 người. Còn ở bên Thái Lan là khoảng 10.000 người, bên Trung Quốc khoảng 7.000 người và bên Việt Nam chúng ta thì có khoảng 90.000 người. Đó là cái số liệu mà từ năm 2019. Người Khơ Mú là một trong những cái nhóm sắc tộc lớn nhất sinh sống tại khu vực Đông Nam Á. Họ cư trú ở miền Bắc Lào này, Myanmar này, Tây Nam Trung Quốc này, Thái Lan và Việt Nam. Còn tại Trung Quốc thì người Khơ Mú được gọi là người khắc tộc. Tại Việt Nam người Khơ Mú thì là một trong 54 dân tộc anh em. Ngôi làng Chaka 2 này cũng rất là xinh. Chào chị ạ. Chào thanh niên nhá. Dạ. Là cùng một nhà luôn à. Xe máy vào một nhà rồi mẹ vào một nhà. Cháu đi hái gì về đấy cháu? Một cô bé này nhỏ nhỏ mà đi siêu đấy. Chào hai đứa nhá. Em ơi em, mẹ đi hái gì về đấy? Mẹ đi hái rau rừng à? Mẹ có cái gùi gì đằng sau kia? Ngô. Ngô à? Còn em bé này có gì đấy? Măng. Măng à? À, em bé đi hái măng à? Hái anh đi đâu? Anh đi thăm gia đình em được không? Dạ. Nhá? Dạ. Cả gia đình như là vừa đi rừng về thì phải. Ồ, thế là mọi người lại cất hết lên trên nhà, không để dưới này à? Dạ. Đó, cũng là một ngôi nhà khá là to luôn. Thế mình cứ lên nhà đi nhỉ.
thấy ngôi nhà này không có những cái dấu hiệu kiêng sữa gì thì phải, nên xem nào. đi dép vào nhà được không hay là phải đi? À đi được đúng không? Chào em nhá, đang ngủ à? Đây anh xem con bé nó lấy được nhiều măng không? Đâu con chú xem măng của con nào, con hái được nhiều không? Hả? Trời mưa này mà vẫn đi hái măng giỏi thế nhở? Đây nè. À đây là lá gì đây kia hả cô? Anh tu. Hả? Anh tu. Anh đầu. Lá trầu à? Dạ. Nó có phải không nhờ, cái màu nó rất là vàng. Cô bé đây đây, cún ra đây chú xem nào, ra đây. Con bé hái măng ấy, ra đây. Đây, cháu học lớp mấy rồi? Lớp 1. Lớp 1 à? Ui, cháu học lớp 1 mà cháu giỏi thế. Cháu gù được bằng này măng cơ à? Đây mọi người nhìn này. Cháu lấy được rất là nhiều măng này, thậm chí là có thêm hai quả chuối này. Thế bán chú hai quả chuối này được không? Hả? Bán không? Bán chú hai quả chuối này nhá. bán cho chú hai quả chuối này nhá. Được không? Là chú cho giả tiền luôn này nhá. Bán chú hai quả chuối này nhá. Tôi quyết định mua của cháu bé hai quả chuối này này. Cho bán cho chú hai quả chuối này nhá. Này cầm lấy. Này, tay đâu? Cầm lấy cho chú hai quả chuối này nhá. À hai tay xin này, đấy rất là ngoan, rất là nghe lời cô giáo đấy. Hai quả chuối 100.000 hợp lý giá chưa? Được giá chưa? Có vẻ là lớp 1 thì sẽ không giao tiếp được nhiều lắm, nhưng mà một cô bé học lớp 1 mà lấy được rất là nhiều măng như này cũng rất là phi thường rồi. Hy vọng là món quà nhỏ sẽ khiến cháu ấy vui. Nhà mình rộng nha. Thế là em không đi làm công ty à? Mới đi làm về. Ui, cháu bị gãy tay à? Này cho con. Bị gãy tay à? Ui, thương thế. Tay bị gãy. Này, cho cháu này. Ồ, hai tay xin là hình như là ở đây các cô sẽ dừng dậy à. Các con là hai tay xin thì phải. Này, cho thêm gói kẹo nữa nhá. Cảm ơn. Cảm ơn xem nào. Cảm ơn chú. Ui dồi, ngoan thế. Con cảm ơn chú. Rất là giỏi luôn. Thế chú xin hai quả chuối này nhá. Chú đi nhá. Chắc là mình đi luôn thôi, bởi vì là nếu mà không đi nữa thì sợ trời tối mất. Trời mỗi lúc một nặng hạt, nhưng mà những người đi xúc cua, xúc tôm thì tôi vẫn chưa gặp ở đâu cả. Bây giờ thì mình đã đi vào được bên trong ngôi làng Chaka 2 rồi. Nói chung là tôi cũng không biết nhận định như nào nữa, nhưng mà nhìn nhà cửa là chúng ta có thể hình dung được một phần nào đó cái sức sống của ngôi làng rồi. Nói chung là đây là một ngôi làng có cái sức sống rất là, tôi nghĩ rằng là cũng rất là tốt đấy. Đó. Và mình thì vẫn như vậy thôi, vẫn cứ đi ra từ được nhà này đến nhà kia, sẽ đi được nhiều nhất những ngôi nhà ở đây. Vì chỉ có khi mà lên nhà hoặc là tiếp xúc với những người dân đây thì chúng ta mới hiểu được họ có cái cuộc sống như nào. Đó, những ngôi nhà sàn nằm im lìm dưới trời mưa. Đấy, đi kiểu gì lạc ra đây rồi. Cái điều cũng khá là hay là cái sàn nhà của đồng bào Khơ Mú ấy, cái sàn phía dưới thì nó lại vô cùng là gọn gàng, vô cùng là sạch sẽ. Họ không có nuôi những cái con vật ở dưới, và nó chỉ để dành cho kiểu xe máy rồi để đồ nhỏ nhỏ gọn gọn thôi. Giờ mưa quá chắc là mình phải chui vào đây trú mưa thôi. Giờ mà cứ đi thì ướt hết mất. Con chào bà. Cho con đứng trú mưa một tí nhá. Trú mưa không bị ướt đấy. Dạ. Ôi. Mình chỉ đứng trú mưa thôi. Cho anh nhờ trú mưa tí. Chào em nhá. Ôi chết rồi, hình như mình em bị làm sao kìa? Bị làm sao? Em có đi xuống dưới này được không? Đi trú mưa mà gặp nhà của cậu em.
10 năm rồi. À, 10 năm rồi á? 21 rồi mà. 21 á? 21 em đi, 21 rồi. À, thế anh bắt em xuống đây không biết là có làm sao không? Vẫn đi được đúng không? Không được, không được mà. Ồ. Đừng chân như thế này, đừng chân rung như thế này. Không đều chân. Cái cơ này còn biết không? Không, nó không gì. À, rồi rồi rồi, bây giờ tôi mới định hình được, tức là... Đơn mạnh à. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em xưa là 26 tuổi rồi. 26 tuổi? 25, 26 tuổi rồi. 25, 26 tuổi. Thế cổ bị làm sao đây? Cổ chỗ này bị làm sao? Mổ ấy. Bị đi mổ à? Mổ. Mổ mới tỉnh, không mổ mới chết đâu. À, mổ mới tỉnh, không mổ là chết rồi á? Thế em bị làm sao mà phải đi mổ? Em bị tôi không nói, xem đầu em này. Bị xem đầu ấy. À, em bị ngã hay bị làm sao? Cái đầu, cái đầu này, cái tời ấy. Cái thủng ấy. Cái tời? Ừ, cái tời ấy. Làm quảng ấy. À, đi đi làm tời xong rồi rơi dây cáp. Đứt dây cáp. À, đi làm quặng xong đứt dây cáp. À, xong đầu em đập xuống đất. Xong là bây giờ là em là vừa bị chấn thương đầu, vừa phải mổ yết hầu ở cổ. Xong và vừa không đi được. Ờ, ok, đợi anh một tí nhá. Anh này em bé ơi, tôi thấy bên này cái cảnh trời mưa mấy em bé dễ thương lắm. Này cho em bé này. À. Thấy các con ở trời mưa dễ thương lắm. Nãy chú không nhìn thấy. À. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay được 11 tuổi. Hả? Năm nay em được 11 tuổi. À, này chú anh cho hai con này. Thấy cảnh ba mẹ con đứng ở cái sàn này, những cái giọt mưa rơi rơi đẹp quá. Nào. Chân là bị run. Em là không đứng dậy được nữa. Em chỉ đi thôi. À, em chỉ lết đi thôi. Em chỉ quỳ quỳ đi thôi đúng không? Thì đấy là cái lý do vì sao mà hai cái chân của em ấy đen như này. Hai cái phía ngoài này nó rất là đen, bởi vì sao? Bởi vì em ấy phải quỳ gối để đi đúng không? Chứ không phải là đi được như bình thường chúng ta. Lúc đầu thì mình cũng thấy hơi lạ lạ, nhưng mà bây giờ thì mới hiểu lý do. Và bây giờ có lẽ là một trong những cái dây thần kinh ấy nó có vấn đề gì đấy, là chân của em nó rất là run. Rất là run. Thế bây giờ em có thể lên được từ cầu thang xuống dưới này? Thì em có thể đi được ở dưới này không? Em đi được ở dưới sàn này luôn hả? Thì ví dụ hàng ngày công việc thì em sẽ phải đi xuống dưới này không? Thế hả? Nói chung là em ấy cũng không giao tiếp được lắm, nhưng mà do một cái tai nạn lao động mà khiến bản thân thành ra như này. Mình phải hóa ra là đây sẽ là cái cách mà em ấy đi lại. À. Ôi mọi người, chỉ bò được đi như này thôi à? Ừ. Ơ thôi em ơi, anh xin lỗi nhưng mà ở dưới này nó hơi bẩn đấy. Em đi lên nhà đi chắc. Lên nhà đi. Anh nhìn là anh hiểu rồi. Ừ. Này, các bạn nhìn thấy không? Cực kỳ là lực lưỡng luôn. Đấy, những thanh niên đây, cái cơ thể của họ rất là cường tráng ấy. Tôi nghĩ rằng nếu mà cậu em này không bị cái tai nạn lao động thì chắc chắn cậu em sẽ là một chàng trai cực kỳ là khỏe mạnh. Đó, và đấy là cái cách mà em ấy đi lại. Ừ. À, giết em nó thiệt mà. Hả? Xếp em làm nó giết em nó thiệt mà làm. Ồ, thế là... Ôi, mẹ em ấy còn không mặc áo. Bà... Cũng đẹp vậy. Bà hay là mẹ? Bà. Bà. Thế bố mẹ đâu? Rẫy. Bố mẹ đi rẫy rồi à? Ừ. Rất là đáng tiếc mọi người. Một chàng trai người Khơ Mú, cơ thể cực kỳ cường tráng. Em khỏe lắm. Em có duy trì. Em khỏe lắm, em không duy trì. Ờ, à, em khỏe lắm hả? Ừ. Ồ, đây này. Ôi, cái cơ của em ấy vẫn rất là chắc chắn này. Đó. Này, vẫn chắc nhỉ? Người chắc nịch luôn ấy. Ôi, tôi mà được cái body này thì không có gì để chê nữa rồi. Rất là khỏe. Này thế bây giờ là không đi làm được gì rồi đúng không? Có được trợ cấp gì không? Có hỗ trợ gì không? Có trợ cấp. Một tháng được bao nhiêu tiền? 500 thôi, 500 ngàn. 500 ngàn hả? Ừ. À, một tháng được 500 ngàn thế đủ gạo ăn đúng không? Ừ, gạo chỉ có gạo. À. Như này nếu mà em có một cái xe lăn thì sẽ... Có xe lăn cấp cho. À, em được cấp xe lăn rồi à? Ừ. Nhưng mà cái địa hình đây thì không thể nào đi được, đúng không?
các bạn nhìn đây này, từ cái cầu thang để xuống được dưới đường này, nó toàn là những con dốc như này thì không thể nào đi xe lăn được, và trong làng nó không có nhiều cái con đường bằng phẳng để em ấy đi xe lăn đâu. Nên là tôi nghĩ rằng là cái xe lăn cũng không phải là một phương án hợp lý, mặc dù là được cấp. Thôi cũng vô tình thôi, anh cũng không có gì nhiều, anh có món quà nhỏ anh tặng em. Cũng không có nhiều, anh từ xa đến ấy. Thì thôi cuộc sống mà đúng không, mỗi người thì ăn cơm không có gì ăn à. Thì mỗi tháng được hỗ trợ 500 ngàn thì anh nghĩ rằng là đủ để mua gạo đúng không? Đủ không? Thì cái đấy thì mình cũng không thể biết được, nhưng mà mỗi người có một cái số phận rồi, anh nghĩ rằng là em cũng cố gắng vượt qua nhá. Đây anh có món quà nhỏ tặng em nhé. Thì đấy thì lần đầu tiên gặp gặp nhau thôi, nhưng mà tôi hy vọng là món quà nhỏ sẽ là một cái lời động viên đến em ấy. Rất là tiếc một chàng trai cực kỳ là khỏe mạnh cường tráng, anh cũng không có nhiều thời gian đấy, anh chỉ tới hỏi thăm một xíu thôi nhé. Hả? Hút thuốc á? Anh lại không hút thuốc thì chắc là thôi cứ nhờ ai đi mua thuốc cũng được nhá, nhờ ai đi mua thuốc cho. Anh không có thuốc đâu. Không có. Có thì đã cho rồi, anh không hút thuốc. Này con tặng bà gói kẹo, bà ăn cho đỡ buồn nhá, trời mưa ăn kẹo cho đỡ buồn. Anh không hút thuốc. Con bà ơi, xin lỗi. Hả? Xin lỗi nha. Xin lỗi nha. Ui, lỗi lầm gì, gặp nhau đó là nhân duyên rồi. Thôi được rồi, anh đi nhá. Chắc là anh cũng sẽ, anh không vào nhà nữa đâu, anh đi luôn này. Kiếp nghĩ cái cảnh em ấy cứ phải quỳ. Không có gì phải xin lỗi đâu. Nghĩ cái cảnh em ấy phải quỳ đi xuống này, đúng là rất là đáng thương luôn. Được nhiều chưa chị ơi? Được nhiều chưa? Em xem nào, được nhiều chưa? Bao nhiêu con rồi? Hai ba con rồi á? Chị bắt về làm gì? Ăn á? Nấu món gì nào? Canh chua à? Không phải món uru à? Chị, bây giờ em muốn ăn món uru quá, chị có cách nào nấu giúp em được không? Em muốn ăn món uru quá, chị có cách nào nấu giúp em được không? Có biết nấu nhưng mà ít quá. À chưa đủ à? À phải đi bắt tiếp à? Dạ vâng. À chị mới bắt đầu ra suối bắt thôi đúng không? Dạ vâng. Tưởng là chị bắt được nhiều rồi thì... À vâng. Thế chị bắt đi, chị bắt tiếp đi. Dạ. Tiếp tục hành trình đi tìm kiếm những người phụ nữ đang bắt cá dưới suối để có nguyên liệu nấu món uru, nhưng mà có vẻ là hơi vô vọng mọi người ạ. Vì tôi đã đi dọc cái con suối này từ nãy giờ rồi nhưng mà không có thấy, và tôi cũng hỏi vài người dân là thấy ở đâu không để mình mua, nhưng mà họ cũng đang khá là chờ đợi và họ cũng đang muốn tranh nhau mua với mình luôn. Biết cái món ăn đấy nó hình thù mặt mũi nó như nào, mà có vẻ rất nhiều người họ cũng háo hức và họ cũng muốn là trong một cái ngày mưa như này thì sẽ có được cái món đấy để ăn tối. Ôi, trồng cột hết ra đường như này.
những bản làng, những ngôi nhà nằm im lìm dưới những màn mưa. Mọi thứ yên bình đến kỳ lạ mọi người. Một cái màu sắc mà nó rất là rừng núi, nó yên bình, nó trầm lặng, nó cứ lặng lẽ trôi. Mặc kệ mưa, mặc kệ mọi thứ thì cuộc sống ở đây nó vẫn cứ diễn ra như vậy, không nhanh, không chậm. Mình cảm giác như thế. Đây này, có lẽ là còn rất nhiều những ngôi nhà ở phía trên nữa. Ôi, con đường này đi cực kỳ dốc. Có thể là những người phụ nữ, những người chủ những ngôi nhà đây họ vẫn đang ở suối chăng. Thấy im lìm, không có người luôn. Và một cái thông tin tôi được biết nữa rằng là ở đây thì mọi người thường đi công ty cực kỳ là nhiều luôn. Và tất cả mọi người sẽ đi công ty luôn á. Có những gia đình cả hai vợ chồng đi cơ, và để lại con nhỏ cho ông bà chăm. Còn những bạn đang học cấp 3 hoặc lớp 11, 12 gì đó, lớp 10 thì cũng đi làm cực kỳ sớm luôn. Tức là cứ nghỉ hè là các bạn ấy đi ra những thành phố làm rồi. Và khi bạn đến những cái làng quê như này thì nó cũng khá là vắng lặng. Nó không có quá nhiều thanh niên trai tráng, nó không có nhiều bạn trẻ. Mọi cái hoạt động nó diễn ra một cách nhẹ nhàng, êm đềm. Ui, khi mà leo lên đây thì mình mới nhìn thấy được một cái bức tranh rất khác về cái bản Chaka này. Đó, những cái ngôi nhà có điều kiện kinh tế tốt hơn thì sẽ ở gần mặt đường. Còn những ngôi nhà mà có cái điều kiện khó khăn hơn thì sẽ ở trên cao hơn thì phải. Giống như ngôi nhà này này. Đóng cửa mất rồi, cài then phía bên ngoài rồi. Và cũng thấy ít dấu hiệu của con người rồi. Có thể là gia đình người ta cũng bỏ đi làm ở dưới công ty hết rồi chăng. Bỏ lại ngôi nhà bơ vơ như này thôi. Có lẽ đây là một trong những hình ảnh về cái cuộc sống vùng cao mà mình cảm thấy cực kỳ là thích thú. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất là thử hỏi thêm những người đàn ông xem, thì có lẽ là những người đàn ông thì họ sẽ sành ăn hơn là những người phụ nữ, thì có thể là cái món uru của mình sẽ có được cách để giải quyết. Chào em nhé. Mình là chủ quán bán hàng đây à? Dạ, em là chủ quán bán hàng đây. À, là mình bán cho bà con xung quanh đây à? Dạ, em bán trong bản ta ở đây, bản Chaka 2 ở đây. À, em là bán hết cho bản Chaka 2 ở đây. Dạ. Nhưng mà mưa này không chế cái gì ăn à? Có chế cái gì mà mưa quá, không đi rừng được. Không đi rừng được á? Dạ. Thường đi rừng thì sẽ bắt con gì? Nếu mà đi rừng thì hai mấy lạc cây thôi, là vật vật, nói chung là mua ăn được thì hai cái nữa. Nếu mà gặp đi lo đi đặt bẫy thì được chuột, được chim thì về nướng ăn thôi. À, nhà các bạn nhá, ở đây mọi người nói rằng là đi hái lá cây nhưng thực tế là đi hái măng này, đi hái, hái măng rau này, chuối này, rừng này đó, thì mọi người gọi chung là hái lá cây. Dạ. Thì đấy là một cái khái niệm mà lúc đầu mình không có biết, thì mình nghĩ rằng là mọi người sẽ bứt những cái cây ở trên rừng về ăn, thì cái đấy thì không phải. Đó, nhưng mà này, thế bây giờ mưa này em có thể chế được cái món uru, em biết món đấy không? Em biết, em cũng hay thấy cái hồi ông già chê ấy, nhưng mà khi nay em cũng đi tìm để về chê món uru mà. Mưa quá, không ai đi kiểm cái chi được. Thế nghĩa rằng là bản thân em cũng thích ăn món đấy đúng không? Bản thân em cũng hay ăn đó, món uru cũng hay ăn đó. Tôi không hình dung được cái món uru nó như nào. Thế em có thể nói qua là uru nó như thế nào? Thì hình như là cái món uru ấy, như ông già hồi xưa hay làm ấy, họ là, tức là họ đi chặt nửa, đi chặt về. Đi về là sau đó họ lại nước họ bỏ vô trong ống nửa ấy.
cho nó hồ nào đi nó sôi, cho nó sôi lên, họ lại quạt ca này. Nói chung là cái mùa ăn được là họ bò vô đó, mà có cá măn hoặc là có cái chi đó họ bò vào một chỗ đó. Sau đó họ lại chọc để cho hơn bột đấy. Ý như ta làm cái chảo nữa nè, sau đó là họ đưa ra họ bò trong bát, là họ chỉ có lấy sôi họ múc để ăn thôi. Em ấy nói giọng vùng miền mình hơi khó nghe một chút, nhưng mà mình có thể hiểu tạm rằng là mình sẽ bỏ rất nhiều đồ ăn vào đó, xong mình sẽ cho gia vị và mình lam nó lên, giống như kiểu mình thay vì mình nấu bằng nồi thì mình nấu bằng ống nứa. Nó bằng ống nứa nó ngon hơn. Nó ngon hơn. Nó có mùi thơm ấy, nứa nó có mùi thơm. À, thì đấy gọi là món uru. Món uru. Thì có thể dịch tạm hiểu rằng là uru trong tiếng Khơ Mú thì nếu mà nói ra tiếng Kinh là lam ấy hả? Tiếng Kinh cũng là gọi bằng uru đó kìa nè. Tiếng Kinh hay gọi uru, nhưng mà tiếng Kinh có lẽ như các anh ở Hà Nội thì các anh chưa một thầy cái nữa. Nhưng mà những người Kinh ở gần đây thì họ vẫn biết, cái nữa họ vẫn biết làm. À. Thì đấy, thì tôi đang muốn nói rằng là cái hình thức chế biến thì sẽ thường là cũng cho vào ống và lam nó lên, gọi là nướng nó lên đấy. Nướng nó lên đấy. Gọi là uru. Uru. Thôi. Còn như cái hồi ở đây ấy, hồi anh Thanh cũng là người Kinh nhưng mà họ vẫn biết làm cái này. Nói chung là người Khơ Mú ta là chỉ có món đặc sản nhất là chỉ có món uru thôi. Đặc sản nổi bật, đặc trưng nhất của người Khơ Mú là món uru. Chỉ có món uru thôi. Nói chung là ăn ngày hai ngày là cái chí nó cũng phải có uru. Một ngày hai ngày ha. Nói chung ngày mô đều cũng phải có uru để ăn. Thế nhưng mà ngày nào cũng có đúng không? Thế tại sao bây giờ em lại không có nguyên liệu để nấu món đấy? Thế em cũng đang đi tìm cả chiều mà, anh cũng đi tìm cả chiều. Thế như là vừa đi, hai anh đi vô đây cũng may mắn, đi vô gặp mưa ấy. Mưa, đúng rồi, có thể là do trời mưa vì cái món uru mình theo mình biết thì họ có thể nấu từ những con động vật ở trên rừng nữa đúng không? Đúng rồi. Con sóc rồi con chuột rồi. Con sóc, con chuột, con chim ấy, họ với là họ bò mà họ chặt xong là họ bò trong ống nữa. Đó thì rất nhiều những cái con động vật ở trên rừng có thể nấu thành món uru. Đúng rồi. Và cái hình thức chế biến là cho vào ống nứa để lam, nhưng mà ngày hôm nay mưa không ai kiếm được đồ ăn cả. Kiếm được chứ, cái này em cũng vô tông rồi đi tìm. Em ấy cũng đã từng đi kiếm nhưng mà không có, còn gà qué thì đơn giản quá rồi nhỉ. Trời mưa này thích ăn cái món đấy thì nó mới hấp dẫn. Và kể cả cá hay là những con ở dưới suối thì đấy, đến bây giờ tôi chờ đến tận chiều muộn rồi nhưng mà những người dân ở đây họ vẫn chưa đi xúc cá về, và tôi nghĩ rằng là kể cả nếu họ có xúc về mình cũng chả mua được. Thì đấy là họ sẽ mang về họ sử dụng luôn đúng không? Đúng đó. Vì hiếm, lo mới có mưa một phát có nước to là họ mới đi xúc được. Lâu lâu mưa họ mới đi xúc được, nên là cái món uru làm được cá cũng sẽ là một cái món ăn mà chắc chắn là tối nay họ sẽ nấu. Mà hơi tiếc gặp cả một ông chủ có một quán to như này mà cũng không làm cách nào để chịu. Có được món uru đấy, ông bảo là chịu rồi thì chắc là bản thân mình là một người xa lạ thì có lẽ là cũng chịu nhỉ. Chịu đi tìm hết bỏ tôi phải đi về để chế biến món uru đi hết. Thế cái đồng chí này có chế biến được món uru không? Đồng chí này này. Hả? Này làm được uru không? Con này chỉ nuôi đến bảo vệ nhà thôi. À, nuôi để bảo vệ nhà đấy à? À nhỉ. Ta bảo vệ nhà lại bỏ người ta ra làm uru nhỉ? Rất là xinh luôn, chó cỏ. Chu chu chu. Này em nuôi để bảo vệ nhà thôi đúng không? Dạ. Úi ôi chật. Ây. Mẹ của nó ra thôi. May quá nó không đợp cho phát. Không, thế anh cảm ơn nhá. Dạ. Một người địa phương ở đây mà họ còn không làm được cái món uru thì tôi không biết là có cách nào để thưởng thức được món đó không. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà đến ngôi làng Chaka 2 và Chaka 1 thì cũng hơi tiếc vì vào một cái ngày trời khá là mưa, nhưng mà cũng chính những cơn mưa thì chúng ta cũng thể nhìn được thêm những cái cách mà mọi người ở đây họ sinh hoạt như nào. Họ vẫn đi rẫy, vẫn đi hái lá rừng, vẫn đi bắt cá. Nói chung là mọi cái hoạt động, mọi cái nhịp sống nó vẫn diễn ra một cách rất là hàng ngày luôn. Họ không có nghỉ ngơi nhiều lắm, tôi nghĩ là vậy. Vì ở đây thì nếu mà các bạn nhìn thì sẽ thấy rằng là nhà cửa to đẹp thì đồng nghĩa với rằng là chúng ta sẽ phải lao động rất nhiều thì mới có tiền để làm nhà to như thế. Đây là một cái vùng đất ở phía tây Nghệ An và một cái vùng đất gọi là vùng núi của Nghệ An ấy, cũng rất là xa và cao.
đồng bào Khơ Mú thì chính là những người mà sở hữu của cái vùng đất này. Ngày hôm nay thì có lẽ là cái chuyến hành trình của mình thì nó cũng chưa trọn vẹn lắm, thì mình cũng gặp được là không quá nhiều những cái điều, những cái tình huống mà mình cảm thấy thích thú, nhưng mà tiếc nhất vẫn là không được thưởng thức cái món Uru, một cái món ăn mà tôi hiện tại vẫn đang bị ám ảnh trong đầu. Có lẽ là tôi sẽ phải chờ một cái dịp khác chăng, chờ một cái dịp mà trời nó không mưa, hoặc là mình sẽ phải tiếp tục hành trình đi tới những cái bản làng khác ở trên vùng đất Tây Nghệ An này. Thì nếu mà gặp bản làng của người Khơ Mú hoặc là những người đồng bào dân tộc khác thì có thể là mình sẽ đặt vấn đề để thử cái món Uru đấy, xem là người ta có làm được không. Tôi nghĩ rằng đấy là một món đặc trưng thì tất cả mọi người đây đều sẽ biết làm đó. Còn bây giờ thì thôi, chắc là mình có lẽ là xin phép được dừng video tại đây. Mình phải trở về để nghỉ ngơi rồi. Mưa gió đi từ sáng đến bây giờ, người cũng khá là lạnh rồi. Rất là cảm ơn mọi người đã luôn luôn đồng hành và yêu mến kênh YouTube Cha Vlog. Cha cũng rất là mong muốn rằng là những cái hành trình đến những cái vùng đất xa xôi hơn, những cái vùng đất ngoài phía Đông Bắc, Tây Bắc nữa, những cái vùng đất mà miền Trung, thậm chí là miền Nam, Tây Nguyên chẳng hạn như thế, thì hy vọng là thời gian tới mình sẽ có nhiều dịp để đi tới những cái vùng miền như này. Và rất là mong mọi người sẽ luôn luôn ủng hộ Cha. Bây giờ thì có lẽ là xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trên những cái chuyến hành trình tiếp theo.